Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo xin làm quyển sách Tại sao không theo đạo Chúa, một sự lừa bịp vĩ đại và những tội ác khủng khiếp. Đó là tựa đề của cuốn sách mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị. Tiếp theo phần số 8, nhận định của tạp chí Ánh Sáng Dân Tộc. Bài tường thuật buổi đại lễ tại Phát Diệm trên đây cho ta thấy giữa thực dân Pháp và người Thiên Chúa giáo Việt Nam đã có quá trình liên hệ mật thiết như tình cha con ruột thịt. Không chỉ tâm và cảnh buổi lễ đã nhịp nhàng hòa cùng một điều mà văn chương từng tường thuật buổi lễ mô tả, cái nghĩa nặng tình dài đã ràng buộc mối thâm tình giữa người Pháp và người Thiên Chúa giáo Việt Nam, khó có một sức mạnh nào lay chuyển nổi. Hãy đọc vài đoạn văn trích lại dưới đây để thấy nổi ân tình đó sâu đậm khắng khít đến mức độ nào. Hoàng Thủ Hiến vừa bước chân xuống xe, tiến thẳng lại mộ cụ Trần Lục, hai tay kính cẩn đặt vòng hoa trên nấm mộ vị nam tước. Một phút yên lặng, quan toàn quyền kính điếu một vị anh hùng, một vị quốc công danh vang bốn bể. Quan toàn quyền đi cô út, cảm xúc ai tình ngài cảm động hơn nữa khi nghĩ tới cụ Trần Lục là vị phúc tinh đã đem sự hòa bình thân thiện cho dân tộc Pháp Nam. Quan toàn quyền đưa cặp mắt đầy cảm động ngó chung quanh lũ con dân chằng chịt như nêm cối, bao nhiêu con mắt đổ dồn về ngài. Đức cha Nguyễn Bá Tòng đọc diễn văn bày tỏ lòng cảm ơn chính phủ, tỏ lòng trung thành con dân Việt Nam đối với mẫu quốc. Mừng quan toàn quyền nhờ tài ngoại giao lỗi lạc mà tránh cho Đông Dương một cơn khủng bố. Những tấm huy chương khẩu hiệu của Đức Giáo Hoàng và các vị giám mục dự tiệc hôm ấy chan lẫn với cờ tòa thánh, cờ nước Pháp và cờ vàng đỏ của Triều Nam. Hình như văn chương lâm ly của những bài diễn văn, những lời tuyên bố chưa đủ bộc lộ hết sợi dây liên ái, người ta còn đặt tên cho buổi đại tiệc tiếp theo buổi đại lễ là bữa tiệc hợp nhất pha chủng tộc, pha tôn giáo, bữa tiệc gia thất, bữa tiệc lòng, để mọi con tim cùng đổ một nhịp theo với những điệu kèn nhà binh của người đội lính khố đỏ, thứ lính bảo vệ cho quyền lực người Pháp tại Đông Dương. Thử hỏi người tín đồ Thiên Chúa giáo nào khi đọc bài tường thuật buổi đại lễ tại Phát Diệm, nơi được coi là thủ đô tinh thần của Thiên Chúa giáo Việt Nam, lại không xúc cảm ngậm ngùi, lại không tự hào kiêu hãnh? Xúc cảm ngậm ngùi vì được hậu duệ của người cha chung là linh mục Trần Lục, tự hào kiêu hãnh vì được làm con dân hiếu thảo của Dicos, của Bethan, của mẫu quốc Pháp. Thật là lũ Việt gian bán nước. Nhà văn Toan Ánh bảo rằng người Thiên Chúa giáo vô cùng hân hoan với buổi đại lễ quan trọng đó, cho nên khi đăng bài tường thuật buổi lễ vào quyển Hội Hè Đình Đám, ông đã cẩn thận nói rõ ông trích nguyên văn từ quyển Autodes Fetes Du December 1940 Phát Diệm, để khỏi mang tiếng sai lầm xuyên tạc. Buổi lễ vĩ đại và long trọng thật nhân ái mộ, nhưng thái độ hân hoan cao độ của người Thiên Chúa giáo lại tạo ra nhiều thắc mắc cho đại khối dân tộc Việt Nam. Những thắc mắc cần phải được giải tỏa để sự thật của lịch sử khỏi bị bóp méo. Đó là mục đích của bài nhận định này. Trước hết là trường hợp của cha Nguyễn Bá Tòng, vị giám mục Việt Nam cao cấp nhất bây giờ, được toàn quyền đi có thay mặt quốc trưởng Bitan gắn bắt đầu bội tinh. Bắt đầu bội tinh là thứ huân chương cao quý nhất của nước Pháp, chỉ được trao tặng cho những ai có sự nghiệp lớn lao đối với nước Pháp. Vậy cha Tòng là nhà tu hành Việt Nam
đã có công nghiệp vĩ đại nào mà lại được chính phủ Pháp đền ơn bằng cái vinh dự to lớn đó? Phải chăng công nghiệp của Ngài là đã theo chân cổ linh mục Trần Lục xây dựng cho chế độ thuộc địa của Pháp tại Đông Dương một hậu thuẫn gồm khối người Thiên Chúa giáo Việt Nam chỉ biết trung thành với mẫu quốc Pháp, một khối người trở thành con dân của nước Pháp như chính Ngài đã long trọng tuyên bố trước sự hiện diện của đông đảo giám mục, linh mục, bà sơ và hàng vạn giáo dân, và cũng để thực hiện chính sách đồng hóa của các cố đạo ngoại quốc như Alexander Roth, Bá Ra Lộc, Bunginer, vân vân, đã chủ trương. Thứ hai là trường hợp linh mục Trần Lục, ông là ai và đã làm gì mà được người Pháp và giáo dân Thiên Chúa giáo Việt Nam hết lòng trọng vọng, được tôn vinh là nam tước, là quốc công, là phúc tinh, là anh hùng, danh vang bốn bể. Theo tác phẩm G.S. Katz, phần nói về Les Catholiques của linh mục Trần Tâm Tĩnh, thì Trần Lục nguyên là linh mục tại Phát Diệm, sau khi giúp Pháp dẹp tan các phong trào kháng Pháp tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, ông còn lập được một chiến công vĩ đại là triệt hạ được chiến khu Ba Đình của lãnh tụ Cần Vương Đinh Công Tráng, một chiến khu kiên cố từng làm cho quân Pháp nhiều phen bị thiệt hại nặng nề. Theo quyển Những Trận Đánh Pháp của Lãng Nhân, Jicher, Hoa Kỳ xuất bản, thì trong trận đánh phá chiến khu Ba Đình, các giáo đoàn Phát Diệm, Kẻ Sở, Điền Hộ, Bồ Sương đã cung cấp cho đạo quân thực dân Pháp 5.000 giáo dân để lo việc đào hầm và vận lương. Tất nhiên Ba Đình thất thủ. Cũng theo sách này thì Trần Lục khi làm linh mục ở Phát Diệm hay ỷ thế hà hiếp dân chúng, nên nhân một vụ lộng hành bị cụ Phan Đình Phùng lúc còn làm tri phủ Yên Khánh, Ninh Bình nọc ra đánh. Vì thế cụ đã thuyên chuyển về kinh, sau đó cụ trở thành một lãnh tụ Cần Vương. 10 năm gian lao kháng Pháp, sự nghiệp và tên tuổi của anh hùng Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng, vân vân, được ghi vào sử sanh dân tộc ngàn năm chói lọi và được đặt tên cho các đại lộ, công viên, trường học từ Bắc chí Nam, để nhân dân muôn đời ghi nhớ hai tiếng Ba Đình. Lừng lẫy cũng được đặt cho công trường lớn nhất, đẹp nhất tại thủ đô Hà Nội, khi toàn dân vùng lên đáp lời thề sông núi bảo vệ quê hương, mùa thu năm 1945. Cũng cần nói thêm rằng, trong bức thư giám mục Ngô Đình Thục gửi cho toàn quyền đi kết tháng 8 năm 1944, ông kể lể việc thân phụ của ông là Ngô Đình Khả đã theo Nguyễn Thân cầm quân đánh phá chiến khu của cụ Phan Đình Phùng, và sau khi tiêu diệt được chiến khu này, ông đã đào mã cụ Phan Đình Phùng lấy xác trộn với thuốc súng bắn đi cho mất tích. Tạp chí Lên Đường số ra mắt ngày 1 tháng 10 năm 1988 tại Hilton. Vấn đề được đặt ra là nếu cụ Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng là anh hùng dân tộc, thì tại sao linh mục Trần Lục, một tay sai đắc lực của quân xâm lăng Pháp đã tiêu diệt các phong trào Cần Vương kháng Pháp, lại được người Thiên Chúa giáo tôn vinh là phúc tinh, là anh hùng, danh vang bốn bể? Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng là hàng vạn lãnh tụ đảng viên của phong trào Cần Vương, vốn thân là những người yêu nước kháng Pháp, thì tại sao quyển giáo sử của linh mục Phan Phát Hường và báo chí của người Thiên Chúa giáo, nhất là trong vụ phong thánh tự đạo năm 1988, lại chửi rủa phong trào văn thân Cần Vương? Trần Lục làm tay sai đắc lực cho Pháp, được tôn vinh là phúc tinh, là anh hùng, thì ta phải có thể đặt câu hỏi là 117 tử đạo được phong thánh có thật là tử vì đạo hay không?
hay có thể đã tử vì cầm súng theo giặc Tây sát hại đồng bào. Trần Lục, Ngô Đình Khả, Trần Bá Lộc, huyện sĩ Tạ Văn Phụng và vô số linh mục con chiên theo lệnh các giáo sĩ ngoại quốc và quân xâm lăng Pháp giúp Pháp xâm chiếm Việt Nam, như hàng trăm sách sử ngoại quốc và Việt Nam đã mô tả đầy đủ và rõ ràng. Thì tại sao ông Trần An Bài lại báo rằng người Thiên Chúa giáo bị xuyên tạc thư gửi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phản kháng ban giao Mỹ Việt, ban giao Mỹ Việt Cộng ngày 19 tháng 5 năm 1989? Tại sao ông Cao Thế Dung bảo rằng cha ông người Công giáo hiện nay không mang tội phản quốc, bài thuyết trình trước phong trào Công giáo quốc dân? Thứ ba là tại sao giám mục Nguyễn Bá Tòng trong buổi đại lễ tại Phát Diệm lại cất cao lời ca tụng toàn quyền đi cốt, đã nhờ tài ngoại giao lối lạc mà tránh cho Đông Dương một cơn khủng bố? Có phải tài ngoại giao đó là việc đi cốt đã nhượng bộ quân đội Nhật Bản tháng 6 năm 1941, một sự nhượng bộ để Nhật trả giá bằng sự bán đứng lực lượng phục quốc của cụ Trần Trung Lập tại biên giới Hoa Việt, một sự nhượng bộ để quân đội Nhật được vào chiếm đóng Đông Dương, gây khó cho nhân dân Việt Nam phải chịu cảnh một cổ đôi ba trồng và một trận đói chết hàng triệu người năm 1945. Một sự nhượng bộ để Pháp tiếp tục làm chủ nhân của đất nước ta chờ ngày quân đồng minh đổ bộ đánh đuổi quân Nhật. Vấn đề còn phải đặt ra là trước cao trào giải thực khắp thế giới và trong lúc toàn thể các đảng phái cách mạng, các giáo phái cao đài hòa hảo lợi dụng cuộc chiến thế chiến thứ hai năm 1939 năm 1945 làm lung lay các đế quốc, lợi dụng Đông Dương mất liên lạc với chính quốc, lợi dụng sự tranh giành quyền lực giữa Pháp và Nhật tại Đông Dương để đồng loạt bí mật hay công khai hoạt động chống Pháp để giành lại độc lập cho nước nhà. Thì tại sao Thiên Chúa giáo Việt Nam lại vẫn khư khư ôm chân giặc Pháp, chỉ muốn Pháp làm chủ đất nước Việt Nam, tại lại còn tự nguyện làm con dân của mẫu quốc Pháp, như bài tường thuật buổi đại lễ tại Phát Diệm đã xác định, như lời tuyên bố của giám mục Nguyễn Bá Tòng trước mặt vợ chồng toàn quyền đi cốt? Nêu ra những thắc mắc trên đây, chúng tôi chỉ muốn làm sáng tỏ một số sự kiện lịch sử. Và nếu sự thật lịch sử được hóa giải, thì chúng ta còn có quyền hy vọng một sự hòa đồng tôn giáo, một sự hòa hợp dân tộc, khơi dậy tình tự quê hương, để người trong một nước phải thương nhau cùng. Trước năm 1975, một tri thức Thiên Chúa giáo, ông Lý Chánh Trung, khi viết quyển Tìm về dân tộc và quyển Tôn giáo và dân tộc, kêu gọi người Thiên Chúa giáo Việt Nam nên từ bỏ nếp sống của người khách lạ, sống chính ngay trên quê hương mình. Ông đã thẳng thắn bộc lộ tâm tư của một tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo, nhưng biết đặt quyền lợi tổ quốc lên trên tôn giáo và trên Vatican, của một con chim lạc bầy chỉ muốn tìm về tổ ấm như sau. Không để tránh một khía cạnh nào, dẫu là sự một khía cạnh có thể gây ra bực dọc cho một số đồng bào của chúng tôi và cho riêng tôi nhiều nỗi khổ tâm, muốn hóa giải sự thật, không nên che giấu mà trái lại phải bộc lộ rõ rệt những mâu thuẫn ở mức độ sâu xa nhất của chúng. Tiếc thay, những lời kêu gọi trầm thống đó chẳng những đã không làm suy giảm mức độ mâu thuẫn và hận thù, chỉ sâu sắc thêm. Lỗi tại ai? 10 năm dưới chế độ Thiên Chúa giáo trị của Ngô Đình Diệm, 10 năm dưới chế độ Nguyễn Văn Thiệu, một chế độ Diệm không Diệm 15 năm tại hải ngoại với cái gọi là phong trào phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm, mà bản chất chỉ là gây hận thù và chia rẽ. 15 năm với chiến dịch xuyên tạc nhục mạ những lực lượng dân tộc, nhất là chửi rủa phong trào Cần Vương, văn thân kháng Pháp, nhân lễ phong thánh cho 117 tử đạo
và do đó nhắc nhở người ta nghĩ tới Giáo hội Thiên Chúa Giáo Việt Nam với truyền thống trước đây luôn luôn cộng tác với đế quốc thực dân hay các bạo quyền bản địa, thì mâu thuẫn hận thù chia rẽ chỉ chất đất thêm mà thôi. Cho nên khi viết lời nhận định cho bài Hội Hè Đình Đám của giáo sư Toan Ánh, chúng tôi không làm công việc khơi lại đống tro tàn mà chỉ muốn chứng minh những đau thương của dân tộc trong quá khứ, để một lần nữa kêu gọi các đồng bào công giáo nào thật tâm muốn tìm về dân tộc nên xét lại thái độ trước chính sách thỏa hiệp của Vatican nhằm mục đích bành trướng nước Chúa và làm lại cho dân tộc Việt Nam. Đây là bức thư của Ngô Đình Thục viết cho mẫu quốc của nước Pháp. Mình xin đọc bức thư được dịch ra. Bản dịch thư viết bằng pháp ngữ của giám mục Ngô Đình Thục gửi đô đốc Jean Dicot toàn quyền Đông Dương, Tòa Truyền Giáo Vĩnh Long ngày 21 tháng 8 năm 1944. Thưa đô đốc, một linh mục từ bổn tòa được phái đi Sài Gòn để lo việc cho chủng viện vừa cho tôi biết rằng hai người em của tôi đang bị truy tố tại Huế vì đã lâu không nhận được tin tức gì từ Huế. Tôi không biết là điều tôi vừa được báo cáo có đúng sự thật hay không. Tuy nhiên, nghĩ đến nỗi đau đớn và sự bất nhẫn rất đúng mà chắc là đô đốc đã cảm thấy. Nếu sự truy tố của các em tôi là có thật, tôi vội viết thư này để bày tỏ với đô đốc nỗi đau đớn lớn lao nhất của tôi về việc này. Nếu hoạt động của hai em tôi được chứng tỏ là có hại cho quyền lợi nước Pháp, thì với tư cách của một giám mục, của một người ăn năn, và với tư cách là người của một gia đình mà phụ thân đã phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An Nam và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nội loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy tại Nghệ An và Hà Tĩnh, tôi từ đáy lòng không chấp nhận hoạt động của các em tôi. Thưa đô đốc, tôi tuyên bố như vậy không phải với mục đích bảo toàn địa vị cá nhân của tôi, bởi vì nếu xét rằng cá nhân hèn mọn của tôi có thể phương hại đến quyền lợi của đạo Thiên Chúa, tôi sẽ vui vẻ rời khỏi tòa giám mục này ngay. Lời tuyên bố của tôi chỉ có mục đích là tỏ cho đô đốc thấy rằng lòng tin tưởng triều mến của đô đốc đối với tôi đã không bị đặt vào một kẻ bất xứng hay vô ơn. Thưa đô đốc, tôi chưa bao giờ tiếc là đã xa Huế như thế này. Giá có mặt ở đấy thì tôi đã có thể khuyên răn các em tôi tốt hơn, và khi chuyện xảy đến tôi đã có thể chống lại các chủ đích của các em tôi. Nếu quả thật các em tôi có nghĩ đến những dự định có thể gây hại cho quyền lợi của nước Pháp, có thể tôi lầm. Tuy nhiên, thưa đô đốc, tôi xin thú thật là không tin. Cho đến khi được chứng minh ngược lại rằng các em tôi đã phản lại truyền thống của gia đình chúng tôi đến như thế. Một gia đình đã tự mình gắn liền với nước Pháp từ lúc ban đầu, trong khi ông cha của những quan lại bây giờ hầu hết đều là chống lại Pháp và chỉ quyết định thiên về Pháp khi thấy có lợi. Nay chính các em tôi đã từng liên tục đưa mạng sống ra vì nước Pháp trong cuộc nổi loạn của Cộng sản Diệm. Người em kế tôi suýt đã phải ngã gục dưới những phát súng của một Hoa Kiều chợ lớn được phái đến Phan Rang với mục đích hại Diệm. Phan Rang là nơi mà Diệm đã mãnh liệt chống giữ lối xâm nhập vào An Nam của các cán bộ Cộng sản được từ Nam Kỳ phái đến. Lẽ tất nhiên, sự tận tụy của các em tôi trong quá khứ không phải là điều nên nêu ra để làm cớ mà biện hộ cho hoạt động bất cẩn của họ ngày hôm nay.
nếu sự bất cẩn này được chứng tỏ là điều đã gây nên tội. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là tôi đã làm chuyện vô ích khi kêu gọi đến sự khoan hồng đầy xót thương của Đô Đốc. Hầu sát với hậu ý trường hợp các em tôi, Đô Đốc không phải là người chỉ xét đến hiện tại mà lại bỏ quên đi quá khứ. Tôi nêu ra đầy điều này khi xét thấy rằng thân phụ tôi là Ngô Đình Khả đã từng được vinh dự phục vụ nước Pháp dù sinh mạng bị hiểm nguy. Và khi xét đến quá trình lâu dài của các em tôi, một quá trình được hình thành bằng lòng tận tụy vô bờ của các em tôi đối với nước Pháp mà không sợ phải hy sinh mạng sống của mình cho nước Pháp. Thưa Đô Đốc, một lần nữa bày tỏ với Đô Đốc tất cả niềm đau đớn của tôi trong vụ này. Tôi xin Đô Đốc vui lòng nhận nơi đây lời kính chào trân trọng nhất của tôi, Ngô Đình Thục. Đó là bức thư được dịch ra tiếng Pháp. Tiếp theo phần Tòa Thánh Vatican và phong trào hợp tác tôn giáo. Tòa Thánh La Mã, người Việt gọi là Nước Chúa, dưới triều đại Giáo Hoàng Paulo II, được xem là vị lãnh đạo có uy tín nhất so với các bậc tiền nhiệm. Từ ngày lên ngôi đã phải đối phó với bao trở ngại khó khăn và nhiều vấn đề nan giải. Trở lại lớn nhất là sự ra đời của phong trào New Art thời đại mới, Pháp gọi là Nouveau, phát xuất 1 tháng 4, 1/4 thế kỷ qua tại California, lan ra khắp Bắc Mỹ rồi xuống tận Nam Mỹ, đã làm cho một số người theo đạo Cơ Đốc đổi qua đạo Tin Lành mà họ cho là cởi mở và tự do phóng khoáng hơn. Nên số công chiên Thiên Chúa Giáo tại châu Mỹ đã không tăng mà còn là bị giảm, so với số người theo đạo Tin Lành ngày càng đông thêm. Đến đầu thập niên năm 1990, phong trào New Art xâm nhập các nước lớn ở Âu Châu mà đa số là người dân xưa nay theo Thiên Chúa Giáo đã gây ảnh hưởng rất tai hại cho Tòa Thánh Vatican. Hồi đó, hai báo lớn Paris, Mách ở Pháp phổ biến lời nhận định của linh mục Jean Vernetet, cai quản giáo phận Montauban. Qua năm 2000, đa số dân trên thế giới sùng đạo hơn, nhưng nhiều điều đáng lo ngại của Cơ Đốc giáo là những người sùng đạo này lại không nhận Chúa Giêsu làm Thượng Đế. Và ở Mỹ, báo US News số ra ngày 8 thì cho rằng dù cho phong trào New Art chỉ mới bắt đầu bén rễ vào nước Âu Châu, nhưng đa số những người dân Âu Châu tân tiến không còn là những tín đồ Cơ Đốc thực hành, đi lễ nhà thờ, rửa tội, xưng tội, đêm đêm cầu kinh, tự nhận mình có tội để cầu xin cứu rỗi, và có lẽ không còn là những người tin tưởng. Dựa theo phong trào New Art, nhiều tín đồ Cơ Đốc trí thức và tiến bộ, trong số đó bác sĩ y khoa Nguyễn Văn Thọ theo đạo Thiên Chúa từ thuở nhỏ, đã nghiên cứu tìm hiểu cội rễ sử tích cùng kinh thánh của Thiên Chúa giáo, và họ đã công bố những điểm sai của kinh thánh, chủ trương tàn bạo độc ác của Chúa Kitô và của các giáo hoàng thay mặt Chúa thời Trung Cổ đã tàn sát vô số những người ngoại đạo, kể cả những người cùng thờ một Chúa nhưng khác đạo, đó là Tin Lành, để chứng minh số tín đồ trí thức trên nêu lên vụ khoa học gia Galileo năm 1633 đã bị giáo hoàng Urban thứ 8 đưa ra tòa án trị giáo để xử tử về tội nhà khoa học này khám phá không phải mặt trời quay quanh trái đất mà đúng là trái đất quay quanh mặt trời, trái ngược với thánh kinh. Ngoài ra, vô số tài liệu phanh phui những triều đại dâm loạn của các giáo hoàng ngày xưa và nhiều linh mục đang cai quản các địa phận thời nay bị con chiên cáo giác tội cưỡng dâm. Riêng tại Hoa Kỳ, Tòa Thánh đã bao che các linh mục này, bỏ ra hàng trăm triệu Mỹ Kim bồi tiền thiệt hại
cho các nạn nhân. Để giải quyết các vấn đề trên, hầu củng cố uy tín và thần quyền giáo hoàng Phaolô II đã thực hiện các việc sau đây. 1. Tổ chức lễ phong thánh vào ngày 29 tháng 6 năm 1988 tại La Mã cho 117 người, gồm có 11 người Tây Ban Nha, 10 người Pháp. Nghe nói danh sách có tên vài cố đạo đã từng giúp thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam ngày xưa, và 96 người Việt. Người ta nghi rằng có một số làm tay sai cho thực dân Pháp. Việc phong thánh trên đã gây nhiều tranh luận trái ngược nhau mà kết quả không như tòa thánh mong muốn. 2. Lập ủy ban gồm những bộ óc thượng thặng của tòa thánh nghiên cứu trong 13 năm về vấn đề Galileo, là mà mãi đến ngày 29 tháng 10 năm 1992 giáo hoàng mới tuyên bố là vụ án Galileo là một sự sai lầm và phục hồi danh dự cho Galileo. Sự kiện này làm cho các tác giả hồi tưởng đến chuyện khôi hài xảy ra vào năm 1977 khi đang bị quản thúc tại gia ở thành nội Huế. Tên chủ tịch Việt Cộng phường Trung Hậu đến dự đám tang tại nhà của một mà cụ thiếu úy Việt Nam Cộng Hòa vừa học tập cải tạo về, mấy hôm bị bắt đi gỡ lựu đạn trên thượng thành, lựu đạn nổ chết. Y nghiêm chỉnh chào quan tài theo kiểu bộ đội rồi tuyên đọc chứng chỉ trả quyền công dân cho nạn nhân và trao chứng chỉ này cho gia đình đặt cạnh bài vị trên bàn thờ. 3. Gần đây vấn đề phá thai được tranh luận sôi nổi tại Mỹ, quần chúng chia hai phe biểu tình phản đối nhau, và ở tận La Mã giáo hoàng tuyên bố kịch liệt chống phá thai và chống cả thuốc ngừa thai, gây dư luận không được thuận lợi qua bài viết của Walter Russell, tác giả cuốn Montel Blender với nhan đề khủng hoảng mất niềm tin đang phá nát giáo hội La Mã, đăng trên báo Los Angeles Times ngày 12 tháng 12 năm 1993. Xin trích vài đoạn sau đây. Vấn đề nằm ở hàng giáo phẩm lãnh đạo của các chủng viện và giáo xứ đã nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện đồi phong bại tục mà các vị ấy đáng lẽ ngăn ngừa được. Mượn một hình ảnh trong Kinh Thánh, ta có thể nói giáo hội đã nuốt một vấn đề. Tồi bại của các linh mục to như một con lạc đà, trong khi một vấn đề thuốc ngừa thai nhỏ như con muỗi thì lại hết sức câu nệ. Hậu quả của tình trạng này đã làm cho người Thiên Chúa giáo Mỹ, dù còn trung thành với giáo hội, cũng đã trở nên xa cách hơn so với những điều giảng dạy của giáo hội. Một đổi mới thầm lặng đang thành hình trong các hàng ghế giáo đường ngày nay. Hàng triệu con chiên đang im lặng chối bỏ những điều răn dạy về những đề tài mà giáo hội coi là quan trọng nhất. Tại Ý, sự sụp đổ, đổi mới. Tại Ý, sự sụp đổ mới đây của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo trong một hoạt động, trong một loạt những phát giác xấu xa đã đưa đến những tai họa khó chữa cho vị thế của giáo hội La Mã. Cho đến bây giờ, cái đảng mà dân Ý được dạy là đảng của giáo hội lại hiện hình ra là một ổ lúc nhúc thối nát tham nhũng, còn tai hại hơn cả những linh mục dụ dỗ con nít. Các chính trị gia của đảng này lại đi đêm với cả đảng cướp quốc tế mafia. Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo đã vơ quét cả ngân quỹ quốc gia Ý lẫn các công ty tư nhân. Với một lực lượng chính trị tan rã, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo chỉ còn thâu được 10% phiếu trong cuộc bầu cử vừa rồi. 4. Tháng 11 năm 92, Giáo Hoàng phát động phong trào hợp tác tôn giáo, tổ chức ngay tại Tòa Thánh một cuộc họp quy tụ nhiều chức sắc các tôn giáo, phần lớn là ở Mỹ. Riêng phái đoàn Phật giáo thống nhất tại Hoa Kỳ gồm có hai thượng tọa Thích Minh Tuyên và Thích Giác Lượng cùng cư sĩ Phú Toàn Cương tham dự. Không rõ sau đó tại Âu Châu phong trào được phát triển ra sao, nhưng tại Mỹ, một hội đồng hợp tác tôn giáo trung ương Hoa Kỳ đã
đã hình thành và ra mắt ở Nam Cali vào tháng 4, vào tháng 8 năm 94. Tiếp theo, hội đồng Bắc Cali cũng vừa chào những đồng bào hồi đầu tháng 10 tại nhà hàng Phú Lâm, và chỉ 2 tuần sau, hội đồng này tổ chức một cuộc hội thảo liên tôn Việt Mỹ ngày 15 tháng 10 năm 94 tại San Jose về nhân quyền và tự do tín ngưỡng cho Việt Nam. Cả hai nơi tác giả đều tham dự, đặc biệt chú ý nghe lời phát biểu của bà Ngọc Tuyết Tiên, đại diện cao đài Thiên Lý Bộ Tòa, nêu lên một vấn đề quan trọng và thực tế nhất. Với giọng nói dịu hiền của một vị chân tu cao niên, bà mỉu máu bảo rằng: "Tôi rất đau buồn suốt mấy chục năm qua khi thấy mối tình duyên bất thành giữa nhiều đôi trẻ, phần lớn do cha mẹ Thiên Chúa giáo quá khắt khe đã buộc dâu rể theo các đạo khác phải đi nhà thờ rửa tội, xưng tội. Đã có nhiều trường hợp đôi bạn trẻ phải ly dị hoặc quyên sinh. Trên đây là một vấn đề rất quan trọng, đáng được giáo hoàng quan tâm giải quyết, vì nó vi phạm đến nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Đúng ra giáo hoàng cần ban bố sự cải cách cho phép con chiên được kết hôn với người ngoại đạo, không ép buộc ai phải cải đạo để theo Thiên Chúa giáo trước khi Ngài cho phát động phong trào hợp tác tôn giáo. Tưởng niệm ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa, Hương Bình, Lê Hữu Đảng, Lê Hữu Giảng. Đọc nốt phần này luôn. Phần nhận định. Nhận định, bài viết trên cho thấy ông Lê Hữu Giảng là một nhân vật hiểu khá tường tận chiến thuật, chiến lược của giáo hội Kitô La Mã. Văn khúc viết rõ ràng, ông thông thạo nhiều ngoại ngữ, dịch thuật sát nghĩa, dẫn chứng cụ thể như những sử gia lỗi lạc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy ông quá dè dặt, không nói thẳng những sự kiện lịch sử mà một sử gia cần. Thí dụ, Vatican phong thánh cho 117 người là để xúi dục tín đồ Thiên Chúa giáo hy sinh tánh mạng cho Vatican và chống phá quốc gia Việt Nam, cũng như kích động con chiên ở các quốc gia khác nổi dậy. Thực tế, trong số 11 người Tây Ban Nha và 10 người Pháp là những tên gián điệp dẫn đường cho quân thực dân Pháp, 96 người Việt là những tên Việt gian làm tay sai cho ngoại bang để được hưởng bổng lộc chức tước. Xin thêm cuốn luận án tiến sĩ của Cao Huy Thuần. Bản tiếng Pháp do Đại học mà Yale, Hoa Kỳ xuất bản năm 1990, và bản dịch tiếng Việt là Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa Thực Dân tại Việt Nam do Hương Quê xuất bản năm 1988. Thí dụ 2, không phải chỉ có Galilei mà giáo hội Kitô đã giết nhiều nhà bác học và tư tưởng gia khác, vì họ không thể chối bỏ thực tại để nói và làm theo kinh thánh như giáo sĩ tại Ba Tin Lành John Hus năm 1415, nhà cải cách Savonarola Girolamo năm 1498, triết gia Bruno Giordano năm 1600. Các nhà bác học và toán học vật lý cũng không dám đề tên mình vì sợ Kitô giáo giết. Thí dụ 3, giáo hội La Mã chống sử dụng thuốc ngừa thai, nhưng chính giáo hội có phần hùng trong các công ty chế thuốc ngừa thai. Xin xem báo Houghton Post, Texas, ngày 8 tháng 12 năm 1990, Hoa Kỳ. Đó là nhận định khá đúng đắn, nhưng mà rất tiếc là không liệt kê được những cái tên nhà khoa học mà còn sống. Vì sợ chết, vì sợ chết nên mới theo đạo Chúa để cho khỏi bị ám sát, bị giết hại. Đó là một cái những người đã tạm thời tin để mà làm công việc, để sống làm công việc. Chứ thật sự ra là chúng chẳng có tin gì đâu. Nhưng bọn con chiên thì nói là khoa học, tại sao đạo Thiên Chúa tàn ác như thế mà những nhà khoa học, những nhà trí thức lại theo đạo Thiên Chúa. Đó là nhận định, đây là câu trả lời xác thực nhất
cho những thành phần tri thức mà theo đạo Thiên Chúa. Tiếp theo, phần giáo hoàng tuyên bố: để bước vào thiên niên kỷ mới năm 2000, giáo hoàng công giáo phải biết chọn mình sám hối. Vatican City, La Mã. Hướng nhìn về thiên niên kỷ mới năm 2000, Đức Giáo hoàng Phaolô II tuyên bố vào hôm thứ Hai rằng giáo hội phải công khai ăn năn thống hối về những lỗi lầm đã phạm phải trong quá trình lịch sử, hoặc do vì sai lầm hay do quá tích cực trong việc bảo vệ đức tin. Giáo hội công giáo La Mã không thể bước vào ngưỡng cửa của một thiên niên kỷ mới mà không khuyến khích đàn con cái Chúa qua dọn mình sám hối, tự thanh khiết chính mình để vượt qua những lỗi lầm quá khứ, sự thiếu đức tin, sự mâu thuẫn, cũng như đôi lúc đã hành động quá chậm chạp. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh nên đề nghị là dẹp nhà thờ, chứ còn sám hối rửa mình để làm gì đâu, đó là ẩn nấp thôi, đủ điều kiện là họ bung dậy thôi, nên dẹp, nên phá đốt dẹp hết. Trong một bức thư dài 16.000 chữ của Đức Giáo hoàng đã vạch ra một chương trình làm việc cho con chiên, gồm những buổi tịnh tâm, hội thảo và nghi lễ từ nay cho đến năm 2000, năm mà giáo hội sẽ làm lễ kỷ niệm trọng thể như là một ngày đại xá xảy ra khắp nơi, từ tòa thánh La Mã cho đến tận các giáo xứ địa phương khắp nơi trên thế giới. Chiêm nghiệm quá khứ là một yếu tố vô cùng quan trọng để sửa soạn cho thiên niên kỷ mới, và điều quan trọng hơn là mỗi người phải biết tự chiêm nghiệm lấy mình. Cho nên Đức Giáo hoàng muốn thủ tục xưng tội của công giáo phải được chuẩn bị chu đáo, và đặc biệt đối với những tu sĩ ban phép giải tội. Ngài nói một chương đau buồn khác của lịch sử mà có những người con cái Chúa không thể không nhìn lại với niềm ăn năn thống hối, đặc biệt là trong một vài thế kỷ đã tỏ ra thiếu khoan dung và đôi lúc đã dùng cả bạo lực để phụng sự chân lý. Giáo hội cũng đã có một cái nhìn tổng quát về lịch sử và đưa ra một số sai lầm tiêu biểu. Trong niên thiên kỷ này, với cuộc chiến tranh thập tự quân, với những vị giáo hoàng chơi bời, phóng đảng và ham mê quyền lực, đã tạo nên sự đổi dậy của Tin Lành. Sự việc thành lập các tòa án dị giáo và những trang sử đen tối của giáo hội, và gần đây sự truyền bá phúc âm bằng sức mạnh tại tân thế giới, sự thiếu khoan dung với các tôn giáo khác, sự thất bại trong việc tỏ thái độ mạnh mẽ và kịp thời chống lại nạn nô lệ tại Hoa Kỳ, cũng như vấn đề diệt chủng người Do Thái trong thế kỷ này. Nhận định lời tuyên bố của Giáo hoàng: sau bao thế kỷ chia dấu, sau bao năm trăn trở, Giáo hội Kitô thấy không còn có thể bịt miệng nhân loại được, nên ngày 14 tháng 11 năm 1994, Giáo hoàng Phaolô II nhìn nhận mấy sự kiện lịch sử sau đây: một, giáo hội La Mã dùng bạo lực để bành trướng Đức Chúa; hai, lập các đạo thập tự quân để giết tín đồ Tin Lành; ba, cưỡng bách dân chúng các nước nghèo đói theo đạo; bốn, chủ trương tiêu diệt dân tộc Do Thái; năm, cưỡng bách người mọi da đỏ Hoa Kỳ làm nô lệ; sáu, lập tòa án dị giáo để xử những nhân vật lỗi lạc không tuân phục La Mã; bảy, các giáo hoàng dâm đảng. Và ông kêu gọi tín đồ Chúa Kitô nên ăn năn sám hối để bước vào giai đoạn năm 2000. Lời tuyên bố cho thấy giáo hội Chúa Kitô đã dụ dỗ, cưỡng bách và bạo hành để ép người khác theo đạo, biến họ trở thành cái cuồng tín và hung bạo đối với đồng loại. Như thế Kitô giáo có phải là một tôn giáo hay không? Và chỗ đứng của La Mã đối với các tổ chức chính trị tàn bạo nhất của thế gian này? Thế giới thường lên án chế độ độc tài Hitler, Đức Quốc xã, nhưng Hitler đâu có chủ trương giết người cùng tôn giáo và tàn bạo như đạo Chúa, độc ác như Tần Thủy Hoàng cũng chỉ đốt sách chung học trò mà thôi, hung bạo như cộng sản cũng chỉ đấu tố và giết những tên địa chủ cường hào ác bá trong các vụ cải cách ruộng đất. Giáo hoàng chỉ thú nhận một cách khái quát nhân vật thực tế
và chi tiết rất rùng rợn, dã man và tàn bạo đối với các nước như Châu Mỹ Latin, Nam Mỹ, Châu Phi, Á Châu, mà Việt Nam là một trong các nạn nhân thê thảm của Kitô giáo. Hiện nay trên thế giới, luật pháp của tất cả các quốc gia đều trừng trị những kẻ cướp của, giết người, bạo hành, dâm loạn. Các phạm nhân có thể bị nhò bồi thường thiệt hại, bỏ tù chung thân hoặc kết án tử hình. Lúc thú nhận tội lỗi hay chứng minh rõ ràng có tội, phạm nhân có thể nói rằng xin lỗi, sám hối và xin tòa tha tội mà không bị một sự trừng phạt nào, có được không? Lúc một mà người bị can án hay một tổ chức có hành động phi pháp, phi nhân như Kitô giáo mà giáo hoàng đã xác nhận có tư cách pháp lý và pháp nhân để điều hành tổ chức đó hay không, mà hay phải giải tán? Và trong lúc còn hoạt động, giáo hội Kitô có đủ bảo hiểm để bồi thường cho nạn nhân lúc giáo hội trực tiếp hay gián tiếp gây tội ác và làm hại kẻ khác? Tại Việt Nam, các cố đạo người Tây đã nhận chỉ thị của giáo hội để A Tòng với đoàn quân xâm lược Pháp đánh chiếm Việt Nam trong thế kỷ 19. Hơn 100 năm đô hộ, hàng trăm ngàn người bị tàn sát, nhà cửa, tài nguyên bị cưỡng đoạt, đàn bà, phụ nữ bị bức hiếp. Giáo hội La Mã và tất cả linh mục, giám mục, con chiên Việt Nam chúng ta trong và ngoài nước nên quỳ xuống để sám hối tổ quốc Việt Nam và các người lương, cũng như bồi thường cho họ. Nếu chúng ta muốn tồn tại và sinh hoạt trong cộng đồng, chúng ta nên tuân hành chỉ thị của Đức Thánh Cha. Chúng tôi không cần bồi thường, chúng tôi không cần sám hối, xin lỗi. Chúng tôi đề nghị dẹp nhà thờ, giải tán, bắt những thằng linh mục đi làm công ty, làm công ăn lương, bắt những cái thành phần mà hưởng thụ trong nhà thờ khổ sai, đập phá nhà thờ, trả đất cho người dân, trả đất lại cho Việt Nam để làm những cái thành phần kinh doanh sinh sống tốt hơn. Để nhà thờ nào cũng mấy mẫu, không có nhà thờ nào mà một mẫu đâu. Nhà thờ đất rất là rộng mà nó ghi cái bảng rất là láo cá và lưu manh để là đất thấm, cho nên thành thứ ra là nên dẹp chỗ đó, dẹp những cái nhà thờ, những cái vùng đất mà gọi là đất thánh đó, để trả lại cho người dân, trả lại cho người Việt Nam. Chứ chúng tôi không cần phải xin lỗi, chúng tôi cũng không cần bồi thường, không cần một xu nào bồi thường của cái tội mà Vatican hoặc là những cái giái hòn. Tôi không cần. Chủ yếu trả đất, đập nhà thờ, dẹp hết cái bọn Kitô là được. Đó là cái phần này. Sau đây cái phần này về sau thì nó cũng có nói Nam Hàn và sự phát triển của đạo Kitô, rồi phải chăng muốn giàu mạnh nên theo Kitô giáo? Đúng rồi, nó chúng nó lừa bịp mà. Cho nên trong mấy cái phần này thì chúng tôi cũng không cần đọc, chỉ cần là nêu lên những tội ác đối với Việt Nam, đối với Việt Nam thôi, đối với người Việt Nam và phản động, cũng như là thành phần mà linh mục Việt Nam. Thì tiếp theo là mình sẽ đọc cái bộ sách, sau này mình sẽ đọc cái bộ sách là mình xin kết thúc cái phần số 8 là phần kết thúc. Và mình sẽ đọc cái bộ sách là Dấu Giày Vatican Trên Quê Hương Tôi. Tiếp theo quyển sách này là của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Mình sẽ làm cuốn này cũng mới có tập 1 thôi, mình sẽ còn tập 2, tập 3 nữa. Thì nếu mình có duyên, mình có đủ trọn bộ thì mình sẽ đọc hết. Lỡ một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn sống nữa thì nó cũng còn lại lưu lại để đàn hậu thế. Những cuốn sách như thế này thì bọn công giáo nó sẽ tìm kiếm và nó sẽ thủ tiêu, cho nên là mình sẽ tích cực đọc nhiều kênh lên
lên trên kênh để chia sẻ. Thậm chí nhiều người ngày nay thì rất đa đoan công việc nên không thể cầm sách mà đọc từng câu, có thể nghe, mặc dù nó không có chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi cố gắng đọc to rõ ràng để quý vị có thể làm việc, có thể nghe. Rồi mong rằng những cái con chiên mà thật sự yêu nước, mà trung thành, yêu dân tộc Việt Nam, chúng ta nghe chúng ta sẽ tỉnh ngộ, chúng ta dẹp cái tà đạo Kitô cũng như là Chúa Trời Giêsu, thì trong tâm chúng ta mới được an lạc, mới được cái hạnh phúc hiện tại. Đó là một cái sự mà chúng tôi cần thiết mà để nêu lên đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.